vận động viên Nguyễn Thị Oanh được thưởng thêm căn nhà ở xã hội. Đại diện của một liên danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Bắc Giang tặng Nguyễn Thị Oanh một căn hộ trị giá 700 triệu đồng. Chiều ngày 11 tháng 5, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đến thăm, động viên, chúc mừng gia đình cô gái vàng Điền Kinh Nguyễn Thị Oanh tại thôn Nhuận, xã Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang, sau khi nữ vận động viên giành hai huy chương vàng SEA Games 32. Biểu dương thành tích cũng như những nỗ lực của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32, ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, đã trao thưởng cho nữ vận động viên 70 triệu đồng, trích từ quỹ thi đua khen thưởng tỉnh. Thông qua gia đình, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Nguyễn Thị Oanh. Bên cạnh đó, một đại diện liên doanh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cũng tặng Nguyễn Thị Oanh một căn hộ trị giá 700 triệu đồng. Một công ty cổ phần khác của Bắc Giang cũng tài trợ kinh phí cải tạo nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình của Nguyễn Thị Oanh. Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Oanh giành được 3 huy chương vàng tại SEA Games 32, bảo vệ thành công thành tích đạt được ở SEA Games năm ngoái. Chiều ngày 9 tháng 5, Nguyễn Thị Oanh tạo nên kỳ tích khi cô giành 2 huy chương vàng liên tiếp chỉ trong 20 phút. Vận động viên sinh năm 1995 gặp nhiều khó khăn khi hai nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật được ban tổ chức xếp lịch diễn ra cách nhau 20 phút. Tuy nhiên, thách thức về thời gian không thể ngăn cản Nguyễn Thị Oanh giành vinh quang cho đoàn thể thao Việt Nam. Cô về nhất ở nội dung 1.500m, tranh thủ nghỉ ngơi 16 phút và tiếp tục chiến thắng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Theo đăng ký của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32, ngày 12 tháng 5, Nguyễn Thị Oanh đã tranh tài ở cự ly 10.000m nữ.